ok chú nhá. Rồi ok ok. Vâng. Thế là đi là như nào? Bây giờ là lại gặp nhau ở cầu Vĩnh Thịnh à? Bây giờ có ông chú ông ấy. Như đoạn này là đi mấy tiếng nữa về nhà? Đi bao tiếng nữa về nhà? Mẹ đi 10 tiếng nữa chả vấn đề gì được. 3 tiếng là chuyện bình thường. Sẵn cầu Vĩnh Thịnh đi về còn hoa nhè này đi. Của em đây, em giả của em đi, giới thiệu 950. Đi vào đây uống nước anh em. Đi qua đêm nay về mai giả phá vẫn ăn uống được. Quan trọng là cứ giữ đúng cái nhiệt độ như thế. Anh em bây giờ là nhiệt độ là như đây này, cứ về có cái bãi như ô thử lợn tầm như thế thôi. Anh chưa có tiền lẻ thì anh giả. Có tờ 100 không? À quên, anh cho em tờ 500 này. Có thì trả giả luôn. Đúng không? Loạn đi mà. Em về rồi, em về cái. Anh em chính xác là địa chỉ địa phận ở chỗ nào nó cả? Văn bản. Này. Yeah. Đi xuống đây là bao nhiêu cây? Gì? Em cũng không nhớ chính xác, chắc ship 300 tờ. Đi từ sáng à? Và em đi từ sáng 7 giờ sáng. Ừ. Sớm xong việc thì về rồi chứ. Ăn cơm trưa bên Phú Thọ. À. Yeah. Có tí quen ở bên Phú Thọ nữa. Đâu, anh nhờ Phú Thọ. Em ở trên cầu Trung Hà tí. À, nhau này ngay cầu Trung Hà tí à? Đấy là cái gì hò cái gì hóa đấy, hưng hóa này. Ngoài này nhá, dặn anh em nhá, thứ nhất là phải giữ nhiệt độ, thứ hai là lỉ giải lỉ như ban nãy đấy, lên cát, thứ ba là lúc bé này không nên cho ăn độ nhiều, cứ chỉ ăn cả gà con một đến mấy con thoại thôi, để cho ăn đến đấy. Ăn đến khoảng 10 cân. 5 cân là bắt đầu cho ăn độ cho 4 tháng. Có riêng cám riêng trong con này, nhưng mà chuẩn là có cám rồi ăn nó ôi nó thì đấy, rồi. Cám phải liên tục mới. Có nghĩa là mình ăn là nó loại này thì nó ăn dích dắt. Nhưng mà mình lên là cho ăn ít ít không phải, cho ăn theo căn theo cái kiểu cuối này. Còn bao nhiêu thì mình lại cho con gà. Đấy. Nay mình đổ nghĩa là mình không nên thừa ngày này cho cái sau. Đúng rồi. Tại vì nó chua hoặc là mình độn rau vào là nó sẽ thiu, nó sẽ đi ỉa. Thế nên là người ta bảo là con giống thì là như loại này thì ông thì về cơ bản ông nuôi được qua một tháng là người ta mua hai con. Ra về là ta về ra mà nhé, ta biết mà về đâu. Quan trọng là phải giữ được nhiệt độ cho nó. Thấy nó mà cứ tạm thời lấy bóng cho nó nóng ấm lại. Cứ tụt vào cái bóng đấy là phải thêm nhiệt. Dạ. Quay kín lại, có lại kín. Ờ, đấy, cái chuồng lợn mình ô như thế nhưng mà mình phải căng vào. Thế mà có cái cửa nắng to thì lại thả ra, nó thích ra chơi. Nhưng mà cái lền chơi là phải che che. Không được có giấy bóng, không được có những cái thứ linh tinh. Nó ngây ngô, nó bé lên chưa nghe nào đâu. Ăn giấy bóng thì cái to, ăn giấy bóng nó quấn thì nó không tiêu được. Nó không tiêu, chậm lớn. Gọi những cái thứ linh tinh trên sàn chuồng. Thực ra mình trải cát ra nhưng mà 3-4 ngày mà thấy nhiều phân mình lấy cái bay mình gảy mình hót đi thôi. Mình không phải thay cát, chỉ có đổ thêm vào. Đổ thêm vào. Về đâu rồi? Về bên xe ông bắt em ngoái nha. Lên nó phẳng.
lên nó phẳng. Thì cả 13 con số nó đẹp nhỉ. Hơi bắt thêm 2 con này, cho 15 con nó số nó đẹp tí thì có đấy, cho nó chết mẹ 5 con được. Tao định bắt 7 con nhưng mà số 7 không đẹp như tiền tao đến tao số 7 rồi. Tao ngồi tao nghĩ rồi, địt mẹ 13 con số lại không đẹp. Tao định bắt số 7 rồi nhưng mà hai thằng cộng vào số 19 là đẹp. Tiền ở bên nhà thằng năm cái chỗ này. Thuốc của nó nếu mà không ai đi ngoài thì thuốc nó uống thuốc gì? Gà. Dạ. Uống thuốc có đình như gà. Phân trắng xay như gà vậy. Nó không phải phân cũng có phân trắng đâu, nó là phần nếu mà đi ăn nó phần nước nó là thịt này lấy trong cái gà thịt. Thịt gà sáp đấy. À, ở đây đi ngoài đấy là phải phân số thuốc. Như cái còn nó ẻ bao giờ nó là nước trước vì con là điểu là nó bị uống nó vừa đái vừa gì. Nước trước cứ sao nước ở phân phân thỏi ra sau. Cái này cậu chú ý cái phần nhá. Nó sẽ phải cái gì? Đúng rồi, nước ra trước phần ra sau. Nó đái trước rồi nó mới vui. Còn ỉa ra là cứt đặc. Cậu mọi làm cất đéo chung nữa mà. Còn cứt mà cứt sệt sệt là đi ngoài rồi. Đấy, phải nhớ người ta kinh nghiệm người ta làm thế. Hỏi cái bác này. Mua thì cũng phải làm một cái kết đồ. Đừng bắt ba con nhớ, nhầm ba con là chết đấy. Hai con đấy nhá. Máu 25 triệu cho cả bì luôn. Mua nhiều mà anh không bớt được thêm được. Ủa anh bớt luôn 50.000 một con từ đầu đấy rồi. Anh tính cho em phải tròn 25 triệu không? Ờ thì nó có số đấy, ai chả học hết lớp 1, lớp 3.